xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật vui vẻ bên người thân và gia đình nha. Hiện tại em đang ngồi trên một mẫu xe chỉ có hơn 100 triệu đồng một tí thôi. Anh em nào mà đang có tầm tài chính mà hơn 100 triệu đồng cũng có thể sở hữu ngay một mẫu ô tô để che nắng, che mưa, rộng rãi phục vụ gia đình trong dịp Tết này. Anh em nào mà đang tầm tài chính hơn 100 triệu thì có thể là theo dõi video này nhá. Em mới về cho anh chị bạn một mẫu xe phải nói là tầm tiền này mà rất là đẹp luôn. Rộng rãi, sedan hai đầu, máy móc côn số, máy lẩn, nói chung là mọi chức năng hoạt động bình thường, rất là êm ái luôn. Thì em đang ngồi trên một mẫu xe thì đây anh em nhìn đây. Đó, xe này thì được lên cái màn hình luôn rồi, chủ trước lên cái màn hình Android đầy đủ hết rồi anh em nhé. Con này là Lacity sản xuất đời 2008. Đấy, vô lăng còn rất là đẹp luôn này. Đấy, vô lăng. Đó. Những nút bấm này vẫn lên xuống hoạt động, kính cửa nẻo lên xuống hoạt động bình thường anh em nhé. Phin nhiệt chủ trước có dán trang bị đầy đủ hết rồi. Lên cái màn hình này, rồi loa đồ này kia là chỉnh trang lại loa hết đầy đủ hết anh em nhé. Cụ số rất là đẹp này, đây, cụ số này. Đó. Đây, đặc biệt cụ số đã còn rất là đẹp nha anh em nhé. Xe này thì hơn 100 triệu đồng thôi. Trước này thì bên em có bán ra cho khách, sau này thì anh em nào bán ra cho khách thì hôm qua hôm kia thì em có xuống thu lại anh chị nhá, có xuống thu lại mẫu xe này để về phục vụ Tết cho anh em nào mà có tầm tài chính mà ít tiền thì mới có thể là nghiên cứu mẫu xe này. Đây em đang nổ máy này, em sẽ tắt máy nha. Đấy. Đấy, tổng quan về nội thất của em nó nha, ghế cũng được bọc hết bộ ghế da rồi anh chị, bọc bộ ghế da nhìn rất là sạch đẹp nha. Rồi trần này là trần còn nguyên bản trần nỉ này, nguyên bản trần nỉ, vô lăng cũng có được bọc hết rồi này. Đó. Còn nó là cứng cáp, form dáng sedan hai đầu, một mẫu xe chỉ có là 145 triệu đồng thôi này. Đây chiếc này thì anh em thắc mắc là giá thì em cũng công bố mức giá cho anh chị bạn luôn nha. Form dáng sedan hai đầu rộng rãi, động cơ 1.6 cũng rất là khỏe khoắn nha, 145 triệu đồng cho mẫu Chevrolet Lacity. Con này là nói rồi Daigo anh em nhé, Daigo Lacity sản xuất đời 2008, phiên bản số sàn, form dáng thì cũng rất là to dài đẹp. Đó, tầm tài chính rất là rẻ luôn, chỉ có hơn 100 triệu đồng. Những cái chóa đèn trước đây anh chị, chóa đèn trước còn rất là sáng nha. Đây, chóa đèn trước rất là sáng nha. Thì việc sở hữu một chiếc xe ô tô thì hiện tại thì không còn quá khó khăn như trước anh chị, không còn phải tốn quá nhiều tiền. Anh em có thể là ví dụ như có tầm tài chính mà trên dưới 100 cũng có thể sở hữu ngay những chiếc xe rồi. Để thứ nhất là để phục vụ gia đình tập lái, rồi che nắng che mưa. Anh em nào không đi một thời gian không thích thì nếu muốn quay đầu xe hoặc muốn bán lại, bên em vẫn quay đầu và thu lại bình thường anh chị nhé. Xe thì được trang bị cũng như màn hình đầy đủ tính năng trên xe rồi, máy móc côn số thì thực ra là rất là nhẹ nhàng. Đấy, hơn 100 thôi em nhé, hơn 100. Mấy phần túp ly này, trước xe này cũng bọc da đầy đủ hết em nhé. Này, da này. Đó, nhấn vô là có da rất là mềm, cái này cũng da luôn em nhé. Đấy. Những cái phần da mà từ 2008 anh em xem, nó không có bị rách này. Đấy, nó không bị rách nhá. Những cái phần túp ly này cũng được bọc hết này. Khá cứng cáp. Đấy, cái sau này cũng là da anh em nhé. Đó. Đấy. Từ 2008 những thân vỏ cũng như là nội thất ngoại thất rất là liền lạc, chả có bị hư hóc hỏng vặt gì. Đấy, chủ trước do là mua rồi sau này cuối năm thì cũng đang cần tiền để làm việc khác thì đang bán lại để lại, thì bên em mới xuống tận Long An để lấy chiếc này về đi nhá, để lại cho anh chị các bạn nào cần, với tầm tài chính chỉ có 145 triệu đồng thôi. Phần la răng này cũng được sơn đen nữa nè, la răng sơn đen này, bốn lốp thì được bốn lốp gai rất là dài, được bốn quả lốp gai khá dài nhé. Đây em xem bốn lốp gai dài nha.
máy móc thì còn êm ái nhá. Cốp này, cốp này để đồ khá rộng, sau này còn cái trùng bạt của cái chủ trước người ta để lại này, đây rất là dày, lốp sụp cua đồ vẫn còn nguyên bản này, đó có đầy đủ hết nhá, này không thiếu gì. Xe này thì anh em mua về thì mình chỉ có sẵn đi thôi, đó. Với tầm tiền hơn 100 thì cũng rất hợp lý cho anh em nào mà đang có nhu cầu mua về tập lái. Rồi em sẽ để một máy móc cho anh em coi phần khoang máy cũng như côn số của chiếc xe này nha. Đấy, máy thì êm ái, máy cực kỳ êm nhé. Nói chung là dòng này chạy cũng khá đầm. Đây anh em xem, đây quang máy này, hiện tại máy đang bốc, đang nổ máy nhé. Phần nắp cốc bồ miếng trong nóng vẫn đang còn nguyên này. Xe này chủ về đi làm khoảng 6 tháng rồi, 6 tháng và có mua bên em về đi thì có làm lại những cái lặt vặt, những cái phần routine đồ hai bấn là cao su đồ này kia ngon lắm rồi. Xe này giờ về này chỉ có sẵn đi thôi, màn hình nó cũng lên đấy, màn hình ở trước rồi chưa không có nha. Đăng kiểm thì sắp hết đăng kiểm rồi, đăng kiểm thì em sẽ đăng kiểm mới cho chữ bản. Đấy, vô lăng chạy cũng rất là nhẹ nhàng êm ái nha. Với tầm tiền hơn 100 triệu mà để kiếm cái dòng xe mà rộng rãi để tập lái đi gia đình à, như chiếc xe này thì rất là ít nha, thường thường là morning cũng 140 mấy thôi à, chiếc này 145 triệu thôi, 145 triệu còn bớt còn thương lượng giá đó, thì bên em còn bao rút hồ sơ cho anh em luôn nhé. Đấy, bao rút hồ sơ rồi có hỗ trợ giao xe trong gần, ví dụ bán kính tầm khoảng 50 cây số thì bên em có thể giao xe tận nơi cho anh chị các bạn luôn. Đấy, êm ái nhá. Đó thì anh em nào quan tâm mẫu La City giá rẻ này thì alo trực tiếp cho em Việt nhé, tới tận nơi để mình xem xe, test xe, chạy trải nghiệm. Con này là máy móc côn số rồi cũng như cái phần vô lăng thức lái rất là nhẹ nhàng. Đó, cảm ơn em quan tâm nha. Đã và khi xem video thì nhớ ủng hộ cho em Việt một nút like, một đăng ký nha, để cập nhật và theo dõi những mẫu xe em bút hàng ngày. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.